Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An thông tin đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an liên quan đến luật sư Đặng Đình Mạnh, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, một trong năm luật sư bào chữa cho các bị cáo ở tỉnh Thất Bồng Lai vào chiều qua 11 tháng 3. Nội dung tiếp nhận thể hiện luật sư Đặng Đình Mạnh đã có hành vi phát tán trên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An đang điều tra về tin báo trên, đồng thời cơ quan này đã gửi giấy mời đến luật sư Đặng Đình Mạnh đúng 8 giờ ngày 21 tháng 3 có mặt tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để làm việc về những nội dung theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an.